Mùng 3 tháng 3, một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra tại chung cư Rise City, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội khi một bé trai rơi từ tầng cao xuống đất, tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cửa bị sập, bé trai hoảng loạn không ra được phía ngoài nên chui qua cửa ô thoáng trong phòng ngủ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ tại phòng 306 và chung khu Rise City khi người bác trai đi đổ rác, đứa cháu sinh năm 2014 ở trong phòng ngủ bị sập cửa. Do không mở được cửa nên hoảng sợ đã trèo lên bàn cố tìm đường ra theo lối cửa sổ phòng. Điều đáng nói, cửa sổ không có lưới hay các thanh chắn đảm bảo an toàn nên cháu bị ngã từ tầng cao xuống đất dẫn đến tử vong. Khi nghe tiếng động lớn, người dân chung cư chạy ra xem thì phát hiện một bé trai nằm sát bậc lên xuống tòa nhà. Sự việc nhanh chóng được báo đến ban quản lý tòa nhà để đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai và điều tra vụ việc. Đây là lời cảnh báo cho rất nhiều hộ dân ở tòa nhà này chưa làm tấm bảo vệ ở khu vực chung tầng cao và tại chính các khu gia đình, khu vực cửa sổ phòng ngủ và ban công. Chỉ một chút lơ là của người lớn, hậu quả sẽ rất đau lòng. Đây không phải lần đầu tiên mà một vụ tai nạn tương tự như vậy xảy ra. Cách tòa nhà Rise City chỉ khoảng 100m thì vào năm 2016, tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm cũng đã có trường hợp bé trai 6 tuổi ở nhà một mình rơi từ tầng 11 xuống đất và tử vong. Hay như là trường hợp ở tòa K6, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, khi mà một cháu bé chơi đùa cùng với bạn leo lên lan can và cũng đã rơi xuống rất đau lòng. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thì gần như năm nào cũng có cháu nhỏ rơi từ tầng cao của các chung cư xuống. Mặc dù vậy thì vẫn có nhiều bậc phụ huynh chủ quan, không làm lưới an toàn tại các cửa sổ và ban công. Họ tự tin có thể dạy các bé hiểu được sự nguy hiểm. Tuy nhiên trên thực tế thì trong từng hoàn cảnh chơi đùa hay là hoảng sợ, thì trẻ nhỏ dễ bị kích động và tìm đến các khu vực nhìn ra được phía ngoài trời nên hay gặp nạn.